Sáng ngày 4 tháng 4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 thành phố Hà Nội, Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành tiến hành kiểm tra hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều, khoảng một tháng trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Được biết, lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2024, sau lễ meeting kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, lực lượng diễu hành, với khoảng 3.000 người tham gia các khối đội hình. Điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ, gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Chương trình sẽ bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền quốc thiều Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh, 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và khối diễu hành, 9 khối diễu binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.